Hội đồng Nhân dân xã Xuân Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Xuân Yên đã chủ động bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp của Hội đồng Nhân dân xã đều được chuẩn bị chu đáo. Các hoạt động giám sát được tiến hành thực hiện nghiêm túc và đúng luật. Công tác tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nhân dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đều được Hội đồng Nhân dân xã tổ chức nghiêm túc và kịp thời, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó đã tạo được niềm tin đối với nhân dân trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân xã Xuân Yên cũng đã ban hành 162 văn bản và các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến cuối nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người của Xuân Yên đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, tăng 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,74%, giảm trên 9% so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%. 10 trên 10 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tại hội nghị, Xuân Yên đã khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021.